cho con chia sẻ về cái khía cạnh mà trở lại là về du học á. Thì du học cũng có nhiều thành phần, yêu nước chân chính, du học mượn danh là du học để ở lại, du học tham vọng để mai này mơ mộng là đế quốc nó sẽ về, nó đưa một cái chức vụ nào đó. Thì con nói về cái chức vụ mà những thành phần mà tham vọng á, mà bán rẻ tổ tiên, bán rẻ ông bà, bán rẻ tổ quốc, khi mà cái công lao học ở dưới trường xã hội chủ nghĩa đó, thầy cô đã dặn dò để học hành làm người, sau này á có điều kiện để đó, cống hiến cho tổ quốc, phục vụ cho dân, nhưng mà họ đi ngược lại cái lý tưởng chính của họ vì cái đồng tiền tham vọng. Bây giờ con nói cái vấn đề là Ngô Bảo Châu. Sự thật đối với con á, Ngô Bảo Châu nếu mà nói về mà toán học á, Ngô Bảo Châu á chỉ là bình thường thôi. Có một số những người toán học thế giới á, họ rất là giỏi, mà không những vậy, một số những người toán học sinh viên ở Việt Nam á, mà họ không có muốn đi đó, họ còn giỏi rất là nhiều hơn là Ngô Bảo Châu. Và khi mà tụi Tây Phương nó biết Ngô Bảo Châu là một người toán học giỏi á, thì bắt đầu đó nó bơm tiền, nó bơm mọi cách để nó làm Ngô Bảo Châu là một người thần tượng cho Việt Nam. Thì chính vì Ngô Bảo Châu á, tham vọng à, và ý mình là một người tài giỏi thông minh, rồi nhận cái giải là về toán học. Anh thêm nước không? Nhận về cái giải toán học, nhưng mà sự thật đó là một cái chiêu bài để nó quyến rũ Ngô Bảo Châu trở thành phản quốc. Thì cho nên bây giờ Ngô Bảo Châu sao? Tham vọng. Đó. Mà không những vậy đó, là một số những thành phần ở trong nước á, sinh viên chưa ra xã hội bên Mỹ, chưa ra thế giới, không có biết được cái tụi Tây Phương nó quấn về cái tâm lý như thế nào, chưa biết được cái độc ác của âm mưu của tụi nó như thế nào, mà mở miệng ra là ca ngợi dân chủ, ca ngợi tự do, ca ngợi những thành phần ở bên Tây Phương à, và muốn Việt Nam và dân tộc Việt Nam của mình, hay là sinh viên Việt Nam của mình á, thay đổi cái tư duy như là cái tụi Tây Phương. Vâng. Là cái đó là một cái sai lầm. Và hiện nay trong nước một số những thành phần thanh niên mơ mộng như là Ngô Bảo Châu, tại Ngô Bảo Châu là một người gọi là đã nổi tiếng trong trên cái mạng xã hội rồi, thì bây giờ họ nghĩ là Ngô Bảo Châu làm được thì tương lai họ cũng bước theo cái đường bước như là Ngô Bảo Châu. Nhưng mà con thấy thì Việt Nam của mình á, có những người phải nói á, là vì cái đồng tiền, hay là vì vì cái danh lợi, hay là vì cái tư tưởng họ gọi là chính nghĩa, hay là tự cho họ là những người mà phải nói là mai này á, là thay đổi vận mệnh của tổ quốc, thì con thấy là cái đó là một cái là phải nói là những cái thành phần đó trước sau gì á, trời cũng đánh rồi, bị loại ra khỏi xã hội bằng xã cách hội này hay bằng cách khác, bằng cách này hay là bằng khác, tức là em tin vào cái thuyết nhân quả. Chắc chắn rồi cô, chắc chắn, tại vì ở đời này á, anh không cần biết anh thành công hay như thế nào, nhưng mà anh không có tránh khỏi được nhân quả. Đúng rồi, cái nhân quả đó là thuyết của nhà Phật rất là khoa học chính xác. Và thí dụ tôi cứ nói, ví dụ là anh nói những cái điều không tốt cho một cái cá nhân nào đó, ông A mà nói không tốt cho ông B thì tự nhiên là ông B phải có phản ứng chống lại, tức là cái phản ứng của ông B là kết quả, mà cái điều của ông A là nói là cá nhân, thì ở đời này là tất cả nó đều như vậy cả. Đấy, cái mình livestream nó vô trong đó. Ở trong người đấy, chỉ qua tôi với lại bà thôi, chứ mình đang livestream đấy. Thế thì mình nói chuyện tiếp. Thì nói về nhân quả, giờ con đưa ví dụ gia đình họ Ngô đi, gia đình chị, mọi người cũng biết được á,
Nếu mà ai nói mà gia đình Ngô, gia đình họ Ngô, Ngô Đình Diệm mà không bị nhân quả là người đó nhất là bên gia đình Ngô. Hay là những cái thành phần đó gọi là mang cái tư tưởng là phản quốc hay là mang cái tư tưởng gọi là chế độ ngụy. Đó. Ai cũng hiểu được về dân tộc Việt Nam, ai cũng nhìn rõ là gia đình họ Ngô là nhân quả rõ ràng rồi. Tôi cũng có nêu lên cái vấn đề đó đó. Dạ. Tôi vì thế tôi gia đình tôi là bố tôi thì là theo Nho học, mẹ tôi là theo Phật giáo. Một tháng hai tuần hai kỳ là bà lên chùa bà lễ Phật, nhưng mà không có pháp danh. Và kinh Phật đó đã viết thành tiếng ngữ, tiếng quốc ngữ. Bà ấy, mỗi buổi chiều bà bắt tôi đọc cho bà ấy, nghe những cái kinh bà thuộc lòng kinh khẩu, nhưng mà tiếng tôi là không thuộc cái gì cả, không biết cái gì hết, chỉ nhớ là sống theo cái đại khái là nhân quả là mình phải làm tốt, mình phải sống lương thiện, có thế thôi, đừng có làm cái gì mà lợi cho mình mà bất lợi cho người khác. Đó, đó là cái điều mà bố tôi dạy. Thì bố tôi là hiền lắm, mẹ tôi cũng không có làm gì, chỉ có tụi làm việc cần lao nông, việc đồng áng để mà tạo cái lợi nhuận cho gia đình thôi. Như vậy, tôi thấy không phải những tôi, cá nhân tôi mà tất cả anh em tôi trong cái họ tôi thì sau này đó, qua bao nhiêu giây đó đều là ăn khá cả. Bây giờ anh nói cái chuyện này mới hấp dẫn. Nãy về câu hỏi mình làm sao mà mình biết nhau đó. Còn chú lấy nhau. Thì em mới nói trước khi nói cái chuyện gặp nhau đó thì kể chuyện chú Quang đi hỏi vợ. Đi hỏi vợ trước khi gặp cô. Kể chuyện ông đi hỏi vợ gì? Ông anh đi kiếm vợ cho anh. Thì tôi du học về thì tôi sống đời cô đơn. Gà trống nuôi con. Thì ông anh tôi thấy rằng mày phải lấy vợ. Thì dĩ nhiên là tôi cười cười, tôi không nói gì cả, nhưng mà lấy thì muốn lấy rồi, nhưng mà phải chọn cái người nào mình có thể lấy. Dạ. Còn ông anh tôi thì theo cái quan niệm cổ truyền vì ông lớn rồi. Dạ. Là mai. Dạ. Ông ấy là người Phật giáo giống như tôi. Ông lấy vợ Bùi Du. Và ông ấy theo đạo Bùi Du. Ông ở giấc mơ. Thì không biết rằng nghe cái cộng đồng của Bùi Chu nghe tôi đi du học về để cũng được loại người có trí thức tiến đăng. Thì họ cũng liên lạc với ông anh tôi, không biết là giới thiệu làm mai cho con một ông cũng có thế giá ở trong đó, nhưng mà là dân Bùi Chu. Cô đó thì còn thua bà xã tôi bây giờ là 2 tuổi. Tôi chưa biết mặt. Thì bữa đó mới giới thiệu với... Và thế thì lên gặp, tôi lại còn có ông anh khác nữa là ông cũng sống theo cái quan niệm của chúng tôi. Tức là sống theo cái quan niệm cổ truyền dân tộc Việt Nam chứ không có theo đạo Công giáo. Thì tôi bảo tôi phải đem ông anh đó lên để tôi biết mặt cái cô đó nữa. Tôi chưa hề biết mặt. Thì cái bữa tiệc đó là bà chị dâu là vợ ông anh giấc mơ của tôi đó thì mua rượu, mua nước đến để gặp. Thì bên kia ta tổ chức bữa tiệc lớn lắm. Cái bàn dài này tự là chở 20 người trở lên đó. Thì cái ông mà bố của cô đó thì ngồi đầu bàn, còn khách mời thì bên gia đình tôi thì chỉ có ông anh tôi ở từ Sài Gòn là chưa không có theo đạo với lại vợ chồng ông anh ruột của tôi ở giấc mơ là mai. Tức là bên về gia đình tôi có 4 người, còn tất cả cái bàn dài thế này đó thì tôi mới ngồi tôi cậy cái anh bàn cạnh là cái cô đó là cái người tên là cô Chi. Giờ cô Chi ở đâu cho tôi xem, tôi muốn gặp mặt cô đó vì tôi chưa hề biết mặt. Thì cô chỉ rằng cô đang nấu bánh chưng ở dưới nhà bếp đó, anh xuống đến để có cơ hội nói chuyện, về đó không có ai cả. Thì tôi xuống đây đang nói chuyện thì cũng hỏi thăm, thì tôi thấy cô cũng không xấu mà cũng không đẹp, thuộc loại có thể lấy làm vợ được, vẫn là về diện nhan sắc da cũng nhân nhà quê. Thì cô gặp tôi cô cũng muốn lấy tôi, cho nên là khi mà tôi hỏi cái gì cô nói rất là lễ phép lịch sự. Thì đang nói chuyện thì tôi hỏi và cô bao nhiêu tuổi, là một đã học đến đâu, mới được 2 câu đó thôi. Thì tôi thấy bên kia lén xẻng lén xẻng. Bát đĩa xô nhậu này. Thì ông anh mà ở Sài Gòn tôi mang đến đấy, ông chạy xuống ông Quang ơi đi về, chuyện không thành rồi. Thì tôi cũng đeo ông đợi tôi ra về thì
cùng về nhà ông anh ruột để giấc mơ của tôi rồi lên xe về, thì tôi mới hỏi ông anh tôi có chuyện gì xảy ra đó. Ông mới kể lại rằng là khi mà vào bàn tiệm tớ vừa mới hỏng uống xong mà lên, thì cái ông mà bố cô đó đó, nếu mà tôi lấy vợ thì ông là bố vợ tôi, thì nói rằng bây giờ bà, hai ông này phải buộc tôi phải học đạo, thì buộc chứ học đạo thì nó không có cái động chạm, nhưng mà nói nếu không học đạo ấy, thì nước mình là từ chưa có đạo công giáo vào là đức ban di mọi rợ. Ông anh ở Sài Gòn tôi mang lên ông thấy vậy ông còn ly rồi, ông nói thế là sai, vì đạo công giáo mới vào đất nước Việt Nam từ năm 1533, mà trước đó thì cụ Trần Hưng Đạo đã đánh quân Nguyên vào thế kỷ thứ 13 thì đã viết cái Bình Ngôn Đại Bình không Hệ Tướng Sĩ, à, là rất là văn minh rồi. Rồi đến thế kỷ thứ 14, 15 thì lúc bây giờ đạo công giáo chưa vào, thì dân ta dưới quyền lãnh đạo của ông Lê Lợi, ông Nguyễn Trãi đã viết bài Bình Ngô Đại Cáo rất là văn minh. Như vậy là ông đã nói sai. Đến mình đạo công giáo chưa vào đã văn minh như vậy, đã đánh đuổi được quân Nguyên, đánh đuổi được quân Minh. Ông này mới nghe thấy mất thể diện, ông cầm cái này nhấc lên. Bia với lên với là làm trắng. Ông mới nói ông anh tôi là hỗn. Ông lại dám cãi lời tôi. Thế thì về thì tự nhiên là chuyện không thành. Là chúng tôi về Việt Nam không thành thì tôi đã nghĩ đến cái chuyện, thì đồng thời là bà này lại viết thơ lên cho tôi. Thế còn cái ông gì theo anh nữa, anh về chưa có xong. Xong đó thì tôi về thì tôi dạy ở trường Kiều Mẫu Thủ Đức, thì cứ đến ngày thứ tư là cái ngày họp xong là chúng tôi kéo nhau đi nhậu. Thì cái bữa đó là tôi không về tới nhà, khoảng 5 giờ tôi mới về. Còn bình thường thì tôi về nhà tới nhà cỡ 3 giờ hơn. Thì ông ấy đến cỡ 3 bữa sau ông đến tận nhà tôi. Ông đó, ông chủ đó đó, ông bố vợ đó đó. Mới đứng thì không thấy tôi khóa cửa, mới hỏi hàng xóm bảo ông bố vợ hụt. Thông thường thì tôi thấy ông ấy về là 3 giờ, mà bây giờ là ông ấy chờ từ 1 giờ đến 3 giờ không thấy tôi về. Bữa đó tôi về sớm hơn nhưng mà về 4 giờ. Anh đi đâu mà đến giờ này anh mới về, tôi chờ anh từ 1 giờ đến bây giờ. Ông nói cái kiểu hách gì. Tôi mới cười cười nói có chuyện gì thì mời ông vào trong nhà rồi mình đi sẽ nói chuyện với nhau. Ông ấy nói thế thì tôi mời anh đến nhà chưa, con tôi chưa bố vợ mà đã làm bố vợ rồi. Tôi nhờ con đến nhà con tôi, nó làm cảnh sát ở ngay cái quận 11 này, tôi ở trước cửa quận 1, để ngồi ăn uống với nhau, nói chuyện với nhau. Thì tôi bảo vợ đâu rồi, thế tôi đi theo. Thì cái thằng con trai của ông ấy nó làm cảnh sát ở trong cái quận 11 đó, mà tôi ở ngay trước cửa tôi sao bình thường mà. Thì vừa mới nhậu được một ly tôi và thì nó nói, tôi nói cho anh biết, anh mà không lấy em tôi đó, tôi không bảo đảm sinh mạng của anh. Tôi là trưởng ban tầm quốc để cái quận 11 này. Nên tôi cũng uống một ly rồi, nóng mặt tôi bảo, nhà tôi đó anh muốn làm gì thì làm, tôi ra về đi về liền. Mà về tôi nghĩ mà, về cái thằng này nó dám làm thật. Quyền lực bây giờ của nó cũng lớn lắm. Thì hôm sau có thằng bạn của tôi nó cùng dạy ở Kiều Mẫu Thủ Đức, nó mới ghé nó rủ tôi đi nhậu. Thằng này cũng người miền Nam không có đạo. Tôi mới kể tâm sự cho nó nghe. Thì nó mày lo gì, học trò của mày ở đây nó làm lớn nhiều lắm. Một trong những học trò của mày là quân Lương Thị Hương, ngày xưa mày đã làm ơn đem nó vào trong học trưởng hạ trường trung học Nguyễn Trung Trực. Bây giờ nó làm tránh văn phòng cho ông Đỗ Kinh Nhẽo ở đô trưởng Sài Gòn. Mày nói với nó có nhất nhiều bạn học cùng quốc gia hành tránh ra, và một trong những người bạn của nó làm phố quận ở cái tại quận 11. Nó mà thế thì sáng tôi nói, thế thì sáng mai mày với tao lên gặp con Hương. Hương là học trò tôi đó, nó tốt cũng cái hành tránh. Thì lên thì đến thì tôi cũng ăn mặc lèng tèng, bản chất tôi là ăn mặc lèng tèng như thế này. Thì cái thằng mà muốn vào đó không phải dễ, không có thể thả đến thẳng được, phải qua cái người lính gác với lại cái ông ngồi có bàn ở trước cửa. Nhìn nó tôi cái ông đó, ông là cái cỡ gì mà ông lại dám gặp bà tránh văn phòng. Tôi đâu có biết nó làm tránh văn phòng á. Thế thì khi mà nói vậy thì tôi mới đây thằng bạn tôi nó ông cứ nói tên tôi với tên ông bạn tôi đây này cho nó hay.
tôi gọi học trò tôi là nó, mà nó là chánh văn phòng thì nó sẽ biết. Thì vừa nói thế thì hình như là ông kia vừa bấm điện thoại này, nó ra nó đón tiếp chúng tôi, nó mời hai thầy vào. Rồi nó làm cái chuyện đó cũng xong, nghĩa là nó nói cho thằng quản trưởng, thằng quản trưởng cũng đe dọa có thằng đó, nhưng mà tôi bảo cũng run thầy mẹ. Nó là nó cái ông nào mà nói anh tao đó sao đó, nói mày mà động tới anh tao hay gì đó, ông nào mà hâm cái thằng đó đó. Nữa là cái anh đó lại là thủy quân lục chiến giải ngũ. Đấy đó là sau rồi vụ đó, cái vụ đó là cái vụ mà nhân dân tự vệ nó bắt anh sau đóng 600. Tôi ở cái khu trước đó là tôi ở cái khu cư xá đô thành ở tại đường Phan Thanh Giản á. Thì nó bắt tôi đóng 600. Cái thằng nhân dân tự vệ là thằng gì quên rồi đó, nó trưởng quan, nó có 20 mấy tuổi à. Thì tôi ra tôi kiện phường trưởng thì cũng không được, nó nói ở đâu có quy luật đó, ông ở đây là ông phải theo quy luật ở đây, nếu ông không thích thì ông chọn nhà chỗ khác. Mà lượt là cái thằng đó đó, thằng đó là lượt. Là có thằng phường trưởng đó đó. Lượt là thì tôi mới về tôi nói thằng bạn nó dạy rạch giá tôi, thì nó có cái thằng bạn cũng đã dạy ngũ thủy quân đồng chiến. Nó bảo để tao giải quyết cái thằng giải quyết đồng chiến rồi. Nó mới đến, nó mới tận nhà thằng đó, nó cầm tay nó lái xe Honda mà nó là thương binh, nó về. Nó gọi đúng tên nó là thằng Hậu. Hậu ra đây cho tao bảo. Thằng này ra tái mặt nhìn nó. Thưa anh có đâu có chuyện gì mà tao nói cho mày biết. Cái căn nhà số 26 đường cư xá Nguyễn Đình Thuật là anh ruột tao đó, anh tao đó. Mày mà lén lén tao tặng mày cái này. Thằng kia tái mặt. Nó là lực đó. Lực kia đấu với lực này. Nguyễn Đi Cường nó mới chỉ anh về Bình Thới. Lực của công giáo đấu với lực. Đổi nhà về Bình Thới là vậy. Về Bình Thới thì lại xảy ra cái chuyện đó. Thế là cuối cùng thì cái chuyện đó là xảy ra vào cuối năm 73. Thì bà này lại đồng thời là chuyện tôi với bà này đã gặp nhau rồi, nhưng mà ông già của bà này phản đối tôi. Thì tôi là thằng Bắc Kỳ, lại lớn tiếng, rồi lại không có đạo, có nhường nữa, mà ông là đạo gốc. Ngày nào đã xuống tôi đã gặp bà này rồi, nhưng mà chuyện không xong. Đem anh xuống đều hỏi với lại bà chị và ruột của bà này là bà kia đã là mai coi đâu mà ông già không tiếp nhận. Thế thì cuối cùng tôi mới tin là coi như xong rồi đó, chuyện của bà này cũng xong và chuyện kia cũng. Thì tôi chuẩn bị đi tìm một mối khác, bởi vì tôi cần phải lấy vợ, cái đó không thể nào tránh được. Tôi cần phải lấy vợ. Thế thì đúng lúc bà này lên nói mọi việc đã sắp xếp xong rồi, thì bây giờ là anh phải theo lệnh của ông già là phải xin tìm một ông cha để cấp cho cái giấy là đã bằng mình với tôi. Đó là tại là nguyên nhân tại sao tôi lấy bà này, nhưng mà tại sao bà này lại kết tôi đó, cái nhân quả như thế này. Tôi dạy ở Rạch Giá thì tôi dạy sử và địa công dân, thì tôi bữa đó tôi dạy công dân lớp đệ tam đi quân dịch là tương người giống. Tôi đang thao thao bất tuyệt nói những cái chuyện đi đậu đội có nhiều cái vui cái sướng lắm, vì tôi đã từng ở bóng bộ đội. Ăn nữa Việt. Thì tôi ngó xuống bàn dưới độ cách bàn đầu độ 3-4 bàn đó, thì có con nhỏ nó cúi đầu, nó không có nghe tôi mà nó cứ viết. Tôi mới đi vòng quanh đi xuống từ dưới trở lên, tôi mới thấy nó đang làm toán cái công thức mà bậc hai lớp đệ tam đó, phương trình bậc hai nó đang lúng túng chỗ đó, thì tôi lại giúp đó, tôi giải quyết cho, vì tôi là thúc tài toán mà. Thế thì xong đâu đấy rồi sau cái năm 64-65 đó thì tôi không thấy nó lên đệ nhị, mà tôi là dạy tiếp lớp đệ nhị, thì ra nó té vào, nó vào sư phạm năm đó, nó thi đậu thúc tài một rồi, nó vào sư phạm Vĩnh Long, nó học cùng lớp với bà này ở cùng phòng. Nó mới kể chuyện đó, nói cho tôi rằng là tôi là cái người tốt. Mà bây giờ thì tôi khi mà nó lên học Vĩnh Long thì bà này cũng học Vĩnh Long, thì bây giờ tôi đã du học ở Mỹ rồi, nó biết địa chỉ, mà tôi thì không có thích liên lạc với con gái bởi vì sẽ mang tiếng. Do đó là khi mà tôi đi du học, tôi chỉ để cho cái địa chỉ của thằng học trò rất cưng của tôi và nó quý tôi là thằng Ngô Tứ Quan. Thì nó muốn, bữa đó nó đi chợ, sau nó gặp cái tờ văn,
Nói ông Doãn Quốc Sĩ tả cái Tết nô đen trắng, cái đề tài nô đen trong cái đề tài văn. Còn đến nói ông Nguyễn Văn Lý có nói đến tên tôi là phái đoàn của chúng tôi tới ba người trong đó ông Nguyễn Mạnh Quang. Nó mới thấy vậy, có tên tôi nó mua con đó về, nó bảo phải gửi ông này tặng cho ông này biết rằng là chúng tôi có theo dõi thầy. Nó lại không có địa chỉ tôi, nó phải về Rạch Giá, nó đi tìm địa chỉ của tôi là nó qua thằng Ngô Tứ Quang, nó gửi cho tôi. Mà cái tờ báo đó nó ra quá là khoảng tháng 3 năm 1967 thì tháng 5 tôi mới nhận được cái tờ tin. Thế là nó liên lạc với tôi. Rồi trong cái lúc nó ở với bà này cùng phòng, ca tụng tôi với bà này. Bà này là biết danh tiếng tôi chứ chưa hề biết mặt. Hay là lúc tôi về tôi có tới 30 thùng sách về tôi nghiên cứu. Tôi mà tìm cách nào mà gửi về Việt Nam, chứ cần là nếu mà không có địa chỉ của gọi là APO của người Mỹ đó thì nó tính tới 100%, mà nếu có địa chỉ APO của người Mỹ thì tính 25% thôi, tiền cước phí đó, tiền cước phí đó. Thì tôi mới hỏi cô học sinh đó về bà này, thì nó đang có cái thằng Mỹ nó là volunteer dạy tiếng Việt ở đây, nó có cái địa chỉ, nó xin cái APO đó, thì tôi gửi về đó một số thùng sách. Thành ra tôi mới về tôi gặp bà này, tôi về kèm tôi lãnh sách. Bây giờ xem như là xong cái phần livestream này. Xin tạm biệt quý vị. Duyên trời từ đó. Để xem nào. Sao tắt đây? Làm sao tắt đây? Live.